Hẹ, lá hẹ chắc bà con ta biết hết phải không bà con? Lá hẹ, hẹ ta gọi không là ta gọi hẹ chứ ít ai gọi lá hẹ. Nhưng mà lá hẹ hay hẹ nó cũng là một thôi. Nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn. Nếu ta ăn hẹ này vào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi, không tốt gì cho sức khỏe cả. Cho nên vui lòng đừng ăn để cho nó tốt, tốt cho sức khỏe nha bà con. Đó là những người bị dị ứng, bị nóng trong người, người bị về mắt, người yếu dạ dày, tiêu hóa, nôn mửa, chướng bụng và ăn không tiêu, viêm túi lệ, viêm kết mạc, viêm giác mạc, khô miệng là vui lòng đừng ăn hẹ, đừng ăn hẹ nha bà con. Những người này vui lòng đừng ăn hẹ là người bị nóng trong người, người bị về mắt, người yếu dạ dày, tiêu hóa, nôn mửa, chướng bụng, ăn không tiêu, viêm túi lệ, viêm kết mạc, viêm giác mạc, khô miệng. Đó là vui lòng đừng ăn hẹ, đừng ăn lá hẹ để nó tốt cho sức khỏe của mình và nó tốt cho những chứng bệnh của mình bà con nha. Còn ngoài ra nó tốt là nó tốt cho người có bệnh hô hấp, nó tốt cho đường ruột, tốt cho kháng sinh, giảm huyết áp, cholesterol, chống vi khuẩn, chống nấm trong đường ruột, hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa ung thư tốt cho da, cho xương chắc khỏe, ngăn ngừa đông máu, ngăn ngừa mụn, dị độc tinh, đau lưng, tốt cho thận, cầm máu, tiểu đờm. Đó nha bà con, đó là nó rất tốt đúng không? Nhưng mà nó tốt không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được nha bà con. Ăn một tuần chỉ có 2 lần thôi, mỗi lần ăn không quá 150g. Ta ăn 2 lần trong một tuần, nhưng mà mỗi lần ăn là không quá 150g lá hẹ bà con à. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp.